Giải trí Xuân Thu cơ xoa rơi đỉnh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nửa đêm, khẽ cong tàn nguyệt tà tà động ở phía chân trời, vài điểm tinh quang lập lè, bên chân núi liếc hàn đàm phản chiếu lấy tinh nguyệt tiếng ve kêu ngẫu nhiên vang lên. Càng nổi bật lên bờ đàm một mảnh thanh u yên tĩnh. Một chi đoàn xe theo chân núi con đường nhỏ chậm rãi chảy qua, bánh xe lăn tăn, lăn phá yên tĩnh ánh trăng. Cái này chi đoàn xe nhìn về phía trên cùng tầm thường đoàn xe có chút bất đồng, chủ yếu khác nhau ở chỗ đoàn xe hộ vệ tựa hồ tất cả đều là nữ tính. Cửa sổ xe nhẹ mảnh vải xoáy lên, lộ ra một cô thiếu nữ non nớt rồi lại khuôn mặt tuấn tú cho. Một đôi sáng lóng lánh mắt to chằm chằm vào thủy đàm tò mò nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên mở miệng hỏi: sư phụ sư phụ cái kia có phải là vấn đỉnh đầm thanh âm giòn như oanh gáy tại ban đêm bỗng nhiên vang lên hù dọa túc điều vỗ cánh mà bay vút lên mà dậy thiếu nữ bên người là một gã lụa mỏng che mặt thiếu phụ vốn chính nhắm mắt lại nghiêng dựa vào chợp mắt nghe xong thiếu nữ vấn đề con mắt có chút mở ra một đường có chút sương mù che chắn mà quét ngoài cửa sổ liếc hơi thở dài một hơi đúng đấy vấn đỉnh đầm thiếu nữ tò mò hỏi không phải nói đây là thánh đầm, một mực có người trông coi hay sao? Quỷ ảnh đều không một trích a hát, thánh đầm. Nói nói mà thôi, thiếu phụ cười chào phúng cười. Đã từng có người chấn thủ, chỉ là bởi vì năm đó rơi đỉnh thành đầm, nước hồ xăm lên chấn thế đỉnh thượng tràn lan linh khí, ngâm mình ở nước hồ ở phía trong đối với tu hành có lợi. Bị hoàng gia khoanh vòng mà thôi hơn nghìn năm đi qua quá khứ linh khí tan hết cái này cũng đã thành tầm thường nước hồ hoàng gia mới không có cái kia tâm tư tiếp tục quản lý dĩ nhiên hoang phế gần trăm năm thiếu nữ giống như là có chút không cam lòng thật sự một điểm linh khí cũng không có đã không có thiếu phụ liếc nàng liếc buồn cười mà nói người chẳng qua là thấy đầm tâm hỉ muốn đi tắm một cái a à, tâm tư bị khám phá thiếu nữ cười hì hì nói có lẽ hay là sư phụ hiểu ta, chúng ta đều đuổi đến một ngày một đêm lên đường, trên người dinh dính, thiếu phụ tức giận nói. Tu vi của ngươi sớm đã bất nhiễm bụi bậm, nơi nào đến dinh dính hay sao? Thiếu nữ trong mắt quay tít một vòng, trong tươi cười lại dẫn theo chút ít yêu mị, cả người tựa tại sư phụ trên người. Người ta muốn nam nhân nghĩ đến dinh dính thiếu nữ nhiều nhất 13-14 tuổi, ngây thơ không cỡi, nhưng này trong nháy mắt khí chất thay đổi, kẻ gây tai họa tiềm chất ẩn ẩn tản ra. Cái kia vũ mị bộ dạng thùy mị tuyệt không nên thuộc về cái tuổi này. Càng đừng dẫn ra nàng những lời này cũng tuyệt đối không nên là giống nhau thiếu nữ nên nói lời, nhưng thiếu phụ nghe xong nhưng chỉ là nhịn không được cười lên, không chút nào não, ngược lại nói. Mà thôi, người cũng không quá đáng là thiên tính yêu khiết, ừm tự nghỉ một lát sư phụ cùng đi với ngươi nếu có ngoại nhân trông thấy liền biết rõ cái này lưỡng hàng tuyệt không phải là cái gì người đứng đắn ra đoàn xe ngừng lại nữ bọn hộ vệ tư tán ra ẩn ẩn đã khống chế thông hướng nước hồ tất cả lai lịch sư phụ nắm thiếu nữ hai người chân trần bước ra ngoài xe dưới ánh trăng tay áo phiêu khởi hai đạo tiêm nhưng tốt đẹp chính là thân ảnh phiêu nhiên đạp nguyệt mà đi mang theo tựa như ảo mộng mỹ lệ lụa mỏng ngã xuống bụi cỏ thượng hai cỗ như dương chi bạch ngọc linh lung thân hình chậm rãi bước vào nước hồ dù cho đối với các nàng mà nói một ngày bôn ba cũng không mệt nhọc nhưng nước hồ mát lạnh thấm vào da thịt hãy để cho hai thầy trò phát ra thoải mái than nhẹ sư phụ thiếu nữ khẽ vuốt cánh tay ngọc thấp giọng nói cửu đỉnh trấn thế thiên hạ đã an ngàn năm mục tiêu của chúng ta thật có thể thực hiện sao đình bất quá vật chết, nếu thật có như vậy ổn định, cũng sẽ không có hôm nay tất cả đại tông môn đuôi to khó vẫy cục diện. Thiếu phụ nhàn nhạt đáp lại lấy, trên mặt cái khăn che mặt sốc lên, tùy ý trong nước tẩy trắng, lộ ra một chương tấm khuynh quốc huynh thành dung nhan. Kỳ thật cái gọi là sư phụ y nguyên tuổi trẻ, cái kia như Ngọc Dung Nhan nhìn về phía trên nhiều nhất 26-27 tuổi, lại nhiều hơn chút ít đồ đệ không có thành thục bộ dạng thùy mỹ trải qua máu và lửa giang hồ lịch lãm rèn luyện gánh tiêu cực với một tông môn quản lý hết lần này tới lần khác lại xuất từ ma môn khí khái hào hùng quý khí thần bí yêu mị hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ hình thành cực kỳ đặc biệt khí tức thiếu nữ nhìn xem rất là hâm mộ sư phụ ngươi thật xinh đẹp trước kia khẳng định rất nhiều nam nhân vì sư phụ nổi điên a à, ha ha nam nhân đều là tiện chủng bọn hắn chỉ sẽ vì không chiếm được nổi điên cho nên thiền nhi ngươi phải nhớ kỹ cảm tình bất quá món đồ chơi nhưng chơi không thể thực nếu không nổi điên tựu thành ngươi thiếu nữ lại là thông minh dù sao niên kỷ quá nhỏ nghe được cái hiểu cái không huống chi câu dẫn nam nhân loại sự tình này đều có người phía dưới phụ trách ta và ngươi thân phụ tông môn nặng, cái này sự tình không cần ngươi tự mình kết cục thiếu phụ mỉm cười, tại đồ đệ nõn nà loại ngực lau một cái, rồi nói tiếp. Ai nhìn ngươi liếc tự đào ai mắt, đây mới là ngươi nên làm, lời còn chưa dứt nàng bỗng nhiên phát giác được cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa không trung hơn mười trượng nơi, không khí quỷ dị mà bóp méo thoáng một tí tiện đà lôi đình đại tác cuồng phong đi nhanh lôi đình bên trong ẩn ẩn xuất hiện một cái cửa động một bóng người bỗng nhiên theo cửa động mất đi ra ngay tại bóng người điều ra tới lập tức cuồng phong lôi đình đồng thời biến mất không thấy gì nữa hết thầy tựa như một hồi quỷ dị ảo giác hai thầy trò sững sờ mà nhìn xem bóng người kia kêu thảm theo giữa không trung ngã rơi lại xuống đất sắp rơi vào nước hồ trước kia người nọ tựa hồ nhìn thấy bờ đám có người nhãn tỉnh sáng lên hồ lớn một tiếng cứu mạng, sau đó tự đông mà một tiếng chìm vào nước hồ ở phía trong, sùng sục bĩu môi mà trầm xuống. Hai thầy trò ngươi xem ta ta xem ngươi, đều chầm chầm vào đối phương lộ tại trên mặt nước tiết trắng trước ngực thượng nhìn hồi lâu, lại đồng thời chuyển hướng người nọ rơi xuống nước địa phương. Mắt lộ ra hung quang, rơi xuống nước nơi chỉ còn lại có vài vòng rung động, ồ ồ mạo hiểm bọt khí sao sao tiết mục là trong nước một nhà âm nhạc chủ tính công ty đưa vào hoạt động chủ quản, đẩy ra chế tạo qua phốc phố nữ đoàn. Tuy nhiên người bình thường hơn phân nửa chưa nghe nói qua trong nước còn có như vậy cái phốc phố đoàn, nhưng tiết mục tại trong hội đảo cũng có chút danh khí. Xem như trong nước đi ở thần tượng chế tạo thủy triều tuyến đầu nhân vật đỉnh đầu tiền cũng không thiếu bình thường chơi một chút bên ngoài nữ lừa gạt vài pháo làm lấy minh tinh giấc mơ tiểu muội muội cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua có lẽ hay là rất làm dịu tiết mục nghiệp dư ưa thích đào đào đồ cổ hôm nay đào một cái còn không có móng tay đại thanh đồng tấm nghiên cứu cả đêm nghiên cứu không xuất ra cái gì môn đạo không nghĩ qua là vạch phá rảnh tay vèo mà tự biến mất trong nhà bình thường nhàn hạ cũng xem qua rất nhiều tiểu thuyết đối với xuyên việt qua cái này khái niệm cũng không xa lạ gì từ bị vung đến một cái lạ lẫm hoang giao dã ngoại giữa không trung tiết mục tự biết mình gặp được vô pháp giải thích xuyên việt qua trời có mắt rồi hắn cho tới bây giờ sẽ không có loại này chờ mong mấy ngày nay tán một cái tiểu minh tinh thật vất vả nhanh lên tay rồi xuyên đeo cái gì a hát hơn nữa hắn còn phát hiện một sự kiện xuyên Việt qua loại sự tình này là không tồn tại tọa độ định vị. Vận khí tốt có thể sẽ trực tiếp xuất hiện ở Mỹ Nhân Hương trong trướng, vận khí kém nói không chừng xuất hiện ở hố rác ở phía trong tươi sống chết đuối. Ví dụ như dưới mắt xuất hiện ở giữa không trung, hắn cũng không biết xem như vận khí tốt hay xấu, trò chuyện dùng vui mừng chính là phía dưới là cái thủy đàm, tối thiểu quăng không chết trong đầu mò mẫm chuyển những này nhàm chán vấn đề, trong chớp mắt đã đến trên mặt nước. Lúc này mới phát hiện nước hồ bên cạnh có hai nữ nhân, tựa hồ đang tắm. Còn không thấy rõ người ta lớn lên cái dạng gì, tiết mục chỉ tới kịp hô một câu cứu mạng tự nặng nề nện vào trong nước. Sự thật chứng minh phim võ hiệp ở phía trong nhảy núi gặp được nước sẽ không phải chết cái kia đều là gạt người, từ nơi này tối thiểu 3-40m không trung té rớt rớt tại trên mặt nước quả thực cùng một bà búa tạ gõ tại trên thân thể không sai biệt lắm kịch liệt lực đánh vào trấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa lệch vị trí phun ra một ngụm tiên huyết trực tiếp hôn mê bất tỉnh nếu như không có người cứu vậy thì chết thật trong nước bờ đàm người ngọc đầu ngón tay vỗ, một cổ cột nước bay thẳng mà dậy, đưa hắn chạy ra khỏi mặt đàm, tiện đà nước chảy vững vàng đương đương mà nâng hắn chậm rãi phiêu đến hai nữ trước mặt thần hồ kỳ kỹ. Kỳ. kỳ quái, không chịu thua kém liệt độc khí phát tán. Hai nữ vốn trước mắt hung quang ý định đào cái chồng mắt chơi đùa, nhưng theo tiết mục chậm rãi tới gần, ngược lại đồng thời trao nổi lên lông mày, vận công nhắm lại toàn thân lỗ chân lông người nam nhân này trên người tản ra quỷ dị độc khí, coi bọn nàng xuất từ ma môn đối với độc vô cùng quen thuộc kiến thức đều không cách nào phân biệt đây là cái gì độc. Thiếu nữ thiền nhi dừng ở tiết mục tóc ngắn, thì thao tự nói. Lại là hòa thượng, chẳng lẽ là chúng vị nào đồng đạo mới nghiên cứu phát minh kỳ độc? Thiếu phụ đầu ngón tay khoác lên tiết mục trên cổ tay, tra xét rõ ràng một phen, ánh mắt lại càng kinh ngạc. Kỳ, làm sao vậy sư phụ? cái này trên thân người trải rộng ít nhất hơn một ngàn chủng loại độc tố, theo da thịt đến tạng phủ cho đến bệnh tình nguy kịch, trong đó có rất nhiều loại là phát tán tính. Văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Nói cách khác nếu như đến người bình thường thành trấn ở phía trong, hắn trực tiếp chính là một ôn dịch chi nguyên, trong vòng vài ngày có thể lại để cho trăm dặm hóa thành tử vực. Thiền nhi trợn mắt hà hốc mồm. Nhưng hắn còn sống cho dù là cầm thử độc đương làm cơm ăn triệu đại công tử, bị như vậy kỳ độc sũng nước bệnh tình nguy kịch, phòng trừng cũng chết sớm thấu rồi, nhưng này người chẳng những còn sống, còn rất khỏe mạnh. Chỉ là vừa mới đã bị trùng kích, bị thương tạng phủ, thiền nhi nhớ tới người này quỷ dị xuất hiện phương thức, trong nội tâm có chút bồn chồn Chẳng lẽ người này so triệu đại công tử còn lợi hại hơn? nhưng người lợi hại như vậy làm sao có thể ngã nước hồ ở phía trong tựu chấn tổn thương đáy lòng đâu này. Thiếu phụ thu hồi khoác lên tiết mục trên cổ tay đầu ngón tay, cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi mê mang. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Hắn không có một tia tu vi, căn bản chính là cái người bình thường. Giải trí xuân thu cơ xoa thật không có văn hóa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com tiết mục trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, con mắt còn có chút không mở ra được. Có thể cảm giác được chính mình nằm ở trên giường êm, chóp mũi quanh quần mùi thơm ngát, bên tai truyền đến bánh xe lăn tại trên sơn đạo thanh âm, nương theo lấy trận trận sóc này. Xem ra là tại xe ngựa trong xe. Thanh âm của thiếu nữ thanh thúy dễ nghe. Sư phụ, uống chút trà, đừng quá phí công. Tiết mục chức nghiệp mẫn cảm tính lập tức cảm thấy, thanh âm này linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, rất có tiềm lực nha, cho dù không biết hát ca cầm lấy đi làm phối âm CV cũng là gạch thẳng đánh dấu a hát. Nói trở lại, cái này cái nào triều đại ấy nhỉ? Lại còn nói chính là tiếng phổ thông, chỉ là giống như mang một ít không biết ở đâu khẩu âm, mềm nhu nhu, rất là thoải mái. Cái khác nữ tiếng vang lên bái phong liệt dương cái kia ngu xuẩn ban tặng chúng ta phía nam cơ nghiệp tổn hại tám phần hôm nay đừng nói cái gì đại kế nếu không nghĩ biện pháp tông môn cao thấp sớm muộn gì miệng ăn núi lở người sư thúc còn hãm tại lục phiến môn chờ cứu cũng là muốn rất nhiều rơi vãi bạc sư phụ như thế nào an đắc quyết tâm đến thanh âm này cũng tốt có gan nói không nên lời hàm xúc thú vị nghe tê tê dại dại Tiết mục rốt cục miễn cưỡng mở mắt, có chút quay đầu nhìn lại, một gã thiếu phụ khoanh chân ngồi ở một bên, nhẹ lũng tóc mây, mắt như thu thủy, trong tay bưng lấy một quyển sách sách. Lụa mỏng bao phủ bên cạnh nhan chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, tự lại để cho tiết mục ám hít một hơi. Nữ nhân này rất đẹp, a à hát. Rơi xuống nước trước trông thấy có người ở tắm rửa, chính là nàng lưỡng sao thật sự là đáng tiếc khi đó hai cái giống như cũng không mặc quần áo đáng tiếc hoàn toàn từ đầu luôn luôn không thấy rõ a à hát một cái áo trắng thiếu nữ đang tại tức giận mà vung lấy nắm tay nhỏ lần sau nhìn thấy phong liệt dương ta tự tay đem hắn cái kia ngoạn ý chơi đùa cắt đưa đi đương làm luyến đồng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm người có cái này nhiệt tình còn không bằng giúp phi sư tính toán sổ sách thiếu nữ nắm tay quả đấm đứng ở giữa không trung ách ách cái gì sổ sách. Tháng trước kinh sư Bách Hoa Uyển lỗ lã 1320 lượng, Linh Châu Son Phường lỗ lã 415 lượng, Võ Châu tìm phương trai thu lợi 74 lượng. Tháng trước chúng ta tổng cộng thiệt thòi bao nhiêu? Thiếu nữ từng bước một lặng lẽ về phía sau rút lui. Trong mắt quay tròn, cái kia xấu hổ bộ dáng lại để cho tiết mục nhìn nhịn không được muốn cười người Ahad thực cho rằng năng lượng ánh sáng luyện công có thể gánh nặng một cái tông môn. Về sau những chuyện này sớm muộn gì muốn ngươi gánh, chạy có làm được cái gì, cái kia. Ha ha, đúng rồi sư phụ ta nhớ tới hôm nay sớm khóa còn không có làm, ta đi trước luyện công, đứng lại. Đi trước đem bà tính toán chủ cho vi sư lấy tới, tiết mục rốt cục mở miệng không cần cầm tính toán chủ rồi, cộng lại lỗ lã 1661 lượng. Thiếu nữ tò mò nhìn về phía tiết mục, mắt to nháy vài cái cười nói. Vừa tỉnh dậy tự khoác lác, cái này cũng không hay, ngươi chờ. Vốn tự hồ là chẳng muốn đi lấy cái gì tính toán chủ, lúc này lại bị tiết mục trực tiếp báo ra đáp án khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đảo thật sao bịch bịch mà chạy ra ngoài tiết mục có lẽ hay là cảm giác thân ở trên đều đau nhức có chút gian nan mà ngồi dậy, đối với thiếu phụ có chút thi lễ. Đa tạ phu nhân cứu, tỏ vẻ cảm tạ lời còn chưa nói hết, thiếu phụ mãnh liệt quay đầu, vốn là thu thủy dịu dàng thậm chí ẩn chứa một ít yêu sầu cảm giác trong một sát na biến mất không thấy gì nữa. Trở nên lăng lệ ác liệt băng hàn, thần quang tách ra tiết mục chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nàng đều ngậm có cái gì mạc đại uy năng trong cơ thể khí huyết một hồi hỗn loạn nhịn không được lại phun ra một búng máu đến trong nội tâm hoảng sợ cái này cái gì a hát ánh mắt giết người muốn hay không như vậy không hợp thói thường thiếu phụ trong mắt thần quang tiêu liễm nhíu mày tự nói thực là không có một tia tu vi làm sao có thể đâu này thấy tiết mục khí huyết cuồn cuộn nói không ra lời bộ dạng nàng vừa trầm ngâm một lát thản nhiên nói ngươi là ai làm sao sẽ không hiểu xuất hiện ở giữa không trung trong cơ thể kỳ độc là chuyện gì xảy ra tiết mục đảo bị hỏi đến không hiểu thấu ta nào có cái gì kỳ độc người thân chúng hơn một ngàn chủng độc tố còn mang theo khoách tán tính ôn dịch nguyên căn bản chính là một cái ôn người nói đi ngươi là người nào có mục đích gì Tiết Mục ngây người hồi lâu, thì thào tự nói: Hoạt động nguyên tố chu kỳ biểu, thần dẫn các loại lưu hành bệnh lây qua đường sinh dục độc có thật nhiều, thậm chí là biến dị tính, tại cổ đại căn bản không có. Tăng thêm các loại cống ngầm dầu độc sữa bột cùng các loại chất phụ da nuôi lớn thân thể. Đã từng có người nói qua, người hiện đại đập bẹp chính là một chương tấm nguyên vẹn nguyên tố hóa học chu kỳ biểu, mà cổ đại, bản thân chính là một di động ôn dịch chi nguyên rõ ràng thật sự là có chuyện như vậy hắn hoàn toàn không biết ứng nên giải thích thế nào vấn đề này cong hồi lâu đầu không phản bác được cuối cùng rõ ràng hỏi lại câu phu nhân có biện pháp giải quyết ta vấn đề này sao thiếu phụ thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười người thật đúng là không khách khí tiết mục nói phu nhân chẳng lẽ là dự đoán được chế tạo tại hạ loại này ôn dịch người phương pháp xử lý thiếu phụ dáng tươi cười thu liễm trong mắt lại lần nữa nổi lên hàn quang người rất thông minh tiết mục thầm nghĩ cái này hai thầy trò quả nhiên không phải là cái gì người tốt lắc đầu nói phu nhân chỉ sợ phải thất vọng rồi ta loại tình huống này điên cuồng ngài tuyệt đối vô pháp phục chế thứ hai thiếu phụ miễn cưỡng nói đã không chịu nói vậy ngươi tự đi chết đi nói xong khoát tay muốn chụp được tiết mục vội vàng hô to chỉ cần ta một cái cũng đã có thể giúp phu nhân chế tạo ôn dịch rồi thiếu phụ mắt đẹp lóe lóe có chút trầm ngâm bàn tay chậm rãi để xuống làm như đang suy tư dùng như thế nào tốt cái này ôn dịch người chính vào lúc này thiếu nữ thiền nhi rất là vui vẻ mà vọt lên tiến đến Sư phụ tính toán trù đến, tiết mục toàn thân là mồ hôi lạnh, thực là sinh tử một đường. Nữ nhân này tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt ma đầu, lại là thực đang suy nghĩ sử dụng sinh hóa ôn dịch như vậy rắn rét kế hoạch. Cứu mình rõ ràng chỉ là bởi vì cái này thân kịch độc làm cho nàng hiếu kịch cùng với cảm thấy có lẽ có tác dụng, tuyệt không phải là cái gì hào tâm cứu người. Một khi cảm giác vô dụng cái kia lập tức tử cũng không biết chết như thế nào tiết mục giàu gì cũng là một cái chủ quản cấp nhân vật làm sao có thể cam nguyện lại để cho mạng nhỏ bị niết tại trong tay người khác bị một nữ nhân trở thành ôn dịch công cụ sử dụng thừa dịp bên kia hai thầy trò tạm thời không có để ý đến hắn tiết mục trong nội tâm âm thầm tìm kiếm tìm được quyền chủ động là chiến lược ánh mắt của hắn rơi vào cái thanh kia tính toán trù trên mặt kỳ thật cái này giống như chính là một có thể thực hiện điểm vào nhìn xem cái kia một bà kỳ quái phiến gỗ hắn cũng là vô lực chửi rủa đơn giản như vậy gia tăng phép trừ không biết tính nhẩm cũng đã rất ngu rồi cho dù muốn nhờ công cụ tốt xấu cũng tới cái bàn tính ahat dùng tính toán trù là cái gì quỷ đám này nữ nhân vũ lực giá trị biêu hãn giống như văn hóa không được tốt lắm chứ sao nhắc tới cũng là mặc kệ nơi này là võ hiệp thế giới có lẽ hay là huyền huyễn thế giới tóm lại rõ ràng nhất lực lượng thế giới nha thì ra là cái gọi là lấy võ vi tôn cái chủng loại kia thần là người hiện đại tại sao phải cùng bọn họ hợp lại vũ lực không dứt khổ tu luyện cấp đây không phải là bỏ qua sở trường của mình cầm khuyết điểm đi cùng dân bản xứ sở trường đụng nha cần gì chứ theo các nàng tính toán tròn và khuyết sự tình thượng có thể nhìn ra được các nàng cũng là phải có ăn mặc ở đi lại cũng là quy hoạch quan trọng tông môn phát triển cũng không phải tích cốc tiên nhân lại càng không là một lòng trường sinh cái chủng loại kia nói như vậy bắt đầu đứng dậy người hiện đại tại đây chính là hình thức trong xã hội có lẽ hay là rất có thao tác đường sống trong lúc đang suy tư bên kia thiếu nữ thiền nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi thật đúng là 1661 lượng. Thiếu phụ trong mắt cũng có chút ngạc nhiên, xoay đầu lại nhìn xem tiết mục thần sắc đảo nhiều vài phần đối đãi có người có bản lĩnh tôn trọng. Không còn là trước kia giống như xem con kiến đồng dạng biểu lộ. Tiết mục thản nhiên đối mặt, mỉm cười. Nếu như đối với phu nhân mà nói, phát triển tông môn so chế tạo ôn dịch là trọng yếu hơn lời nói, nói không chừng tại hạ có thể tạo được tác dụng viễn siêu phu nhân tưởng tượng giải trí xuân thu cơ xoa cái gọi là xuân thu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com người khác hiển nhiên không có khả năng bị tiết mục một câu thổi bức liền nạp đầu liền bái thiếu phụ chỉ là nhàn nhạt cười cười phát triển tông môn không cần làm phiền tiên sinh ngược lại rất thích hợp làm phòng thu chi thiền nhi cho tiên sinh an bài một chiếc xe cho hắn phục chút ít thuốc trị thương tiết mục có chút im lặng, nguyên trước khi đến hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có người cho mình chữa thương, khó trách có lẽ hay là toàn thân đau. Lại nói tiếp nằm ở xe của nàng trong mái hiên đều chỉ là vì vừa tỉnh dậy có thể hỏi ý, nếu hỏi không ra trò phòng chừng trực tiếp tự làm thịt ai sóng phí sức lực cho ngươi trị thương tốt xấu lúc này còn đuổi theo chị Thương, còn an bài thùng xe ở lại, bất kể là muốn dùng để làm phòng thu chi nì có lẽ hay là gì, tốt xấu xem như dàn xếp ra rồi. Đổi đến một cái khác cỗ xe bình thường nhiều lắm trong xe ngựa, tiết mục ngồi tê đít mái hiên vách tường bên cạnh, thật dài thở dài khẩu khí. Ở đằng kia vị ngay ánh mắt đều có thể giết người thiếu phụ trước mặt áp lực thật sự có chút lớn. Mà trước mắt cái này 13-14 tuổi cứng nhắc muội tử nhìn về phía trên tự làm cho người ta dễ dàng rất nhiều. Thiền nhi cười hì hì ném qua hai cái cái chai. Chữa thương dùng màu trắng chai này, tự một hạt, ăn xong lại ngủ một giấc sẽ không sự tính. Màu đỏ chai này là cho ngươi ngắn ngủi áp chế độc tính không ngoài phóng, đừng làm đắc chúng ta tại bên cạnh ngươi còn muốn thời thời khắc khắc vận công nín thở, mỗi hạt hiệu dụng 12 canh giờ. Nhớ rõ mỗi ngày ăn một hạt cảm ơn. Tiết mục không nói hai lời mà trực tiếp mở hai cái cái chai tất cả dập đầu một hạt, dù sao đối phương muốn giết chết hắn thật sự quá đơn giản, không cần phải tại dược thượng động cái gì tay chân. Hai hạt dược hoàn cửa vào tức hóa, thoáng qua trong lúc đó mát lạnh ý tán lượt tứ chi bách hài, toàn thân kịch liệt đau nhức tựa hồ tại trong chốc lát thì tốt rồi cái thất thất bát bát. Tiết mục có chút giật mình nhìn xem trong tay cái chai, lại lần nữa cảm giác được thế giới này có chút vấn đề. Nào có cái gì thuốc trị thương nhanh như vậy thấy hiệu quả, dù sao chính là rất không khoa học bộ dạng. Ừm, xuyên Việt qua đều đã xảy ra, lại nói cái gì khoa học cũng là mình chuyển bất quá ngoạt. Tiết mục hướng về phía thiếu nữ lộ ra một cái tự cho là rất có phong độ dáng tươi cười hay là muốn cảm tạ hiền thầy cho ân cứu mạng, ta gọi tiết mục, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thiếu nữ cũng cười, loại người như ngươi tự cho là đúng dáng, tươi cười nhìn về phía trên rất chán ghét. đúng rồi ta còn muốn đào ngươi chồng mắt, không biết mù còn có thể hay không làm phòng thu chi. Tiết mục dáng tươi cười lập tức biến khổ đương nhiên là không thể thiếu nữ bám lấy má phấn từ trên xuống dưới mà đánh giá tiết mục mặt giống như tại quan sát cái gì kỳ tích tựa như người lá gan rất lớn chẳng những nhìn ta ngay sư phụ đều bị ngươi xem có thể vui vẻ đến bây giờ thật sự là không dễ dàng tiết mục cuối cùng biết rõ nàng tại sao phải đào con mắt rồi bất đắc dĩ nói Ta thật là làm không đến trông thấy, sắc trời đen như vậy, rơi vội vả như vậy, ta cũng không phải thần tiên, còn có thể khi đó nhìn cái gì xuân quang. Trắng bóng luôn nhìn thấy à, cái kia với ta mà nói tự là bị người nhìn, có thể giảng điểm đạo lý sao, không thể, thiếu nữ cười tùm tìm. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết chuyện xưa của ngươi, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiết Mục thấy nàng khéo cười tươi đẹp làm sao xinh đẹp đáng yêu bộ dạng, tuy nhiên ngoài miệng nói được hung tàn, thực tế không giống có cái gì ác ý, liền cười nói. Ta từ nhỏ độc bình ở phía trong ngâm lớn, vì cái gì không chết ta cũng không biết, thế gian tu hành ngàn tông trăm phái, quả nhiên không phải ta có khả năng biết rõ. Thiếu nữ rất là lão thành thở dài, chỉ chỉ tiết mục tóc ngắn, vừa chỉ chỉ hắn y phục trên người. Bất quá hòa thượng cùng độc, đảo là rất khó làm cho người ta liên lạc cùng một chỗ, cái này cổ quái áo cà sa đại biểu cái gì tông phái? Tiết Mục cúi đầu nhìn nhìn y phục trên người, khóe miệng co quắp rút. Đây là cái gì áo cà sa, đây là áo tắm được không? Hắn là trong nhà xuyên việt qua, trên người tự buộc lại một kiện màu trắng áo tắm, lại nói tiếp cũng là bi kịch người khác xuyên việt qua tốt xấu còn dẫn theo cái túi tiền điện thoại cái gì? bao nhiêu có thể làm điểm môn đạo đi ra, hết lần này tới lần khác chính mình thật sự là trắng xóa một mảnh, không có cái gì. Không đúng, có. Xuyên Việt qua lúc cái kia thanh đồng tấm rõ ràng chộp trong tay, bị các nàng đoạt lại rồi. Thấy hắn không đáp, tiểu cô nương trên mặt thần sắc trở nên giống như cười mà không phải cười. Người lớn lên rất tốt xem áo cà sa phía dưới lại là rỗng tuếch ta xem ngươi cũng là hoa hòa thượng, chớ không phải là tại xây hoan hỉ thiên. Tiểu cô nương ra nói lời như vậy để mặt cũng không đỏ, ta xem ngươi cũng không phải là cái gì hàng tốt. Tiết mục trong nội tâm chửi rủa đáp, cũng là bởi vì hướng Phật chi tâm không kiên định cho nên hoàn tục chứ sao. Kỳ thật ta từ nhỏ trong núi hỏi thiền, các ngươi có lẽ hay là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngoại nhân, còn không biết hôm nay là cái gì triều đại. Vậy ngươi kỳ quái xuất hiện ở giữa không trung, chẳng lẽ là bị Phật tổ bổ, đáp đúng tiểu cường, ta không gọi tiểu cường, ta gọi tiểu thiền. Nhạc Tiểu Thiền, thiếu nữ như trước cười hì hì. Không cần lôi kéo ta lời nói, tên của ta lại không phải là cái gì bí mật, không giống những người khác, trong mồm không có một câu lời nói thật cái này đại chu lập quốc đã muốn ngàn năm, còn có hỏi triều đại, hơn nữa cái này áo cà sa vải vóc đẹp đẽ quý giá vô cùng, ngươi trang người sống trên núi cũng không muốn giả bộ đắc như vậy già. Tiết mục trong lòng biết chính mình thuyết pháp hoàn toàn vô pháp thù tín tại người, bất quá thoạt nhìn các nàng giống như cũng không phải quá tích cực. Không biết có phải hay không là vì vậy không khoa học thế giới phát sinh các loại không khoa học sự tình đều nhìn quen lắm rồi các nàng không có cảm thấy đột ngột xuất hiện ở giữa không trung tính toán cái gì quá đáng giá rất nghiêm túc sự tính. Hơn nữa, giống như các nàng cũng rất ma tính, rõ ràng không tin ngươi, thực sự không có tức giận, tựa hồ cảm thấy ngươi miệng đầy nói dối rất phù hợp thường. Chỉ là nha đầu kia tuổi còn nhỏ, đối với thế sự còn có tự nhiên rất hiếu kỳ tâm, mới tốt kỳ bảo bảo tựa như nhiều cùng hắn giật vài câu, nói là câu hỏi chẳng nói tìm người nói chuyện phiếm giải buồn ý tứ hàm xúc càng đậm một chút. Thay đổi sư phụ nàng cái loại này đương làm người xô cầu thái độ, quản ngươi ở đâu ra, tài cán vì ta sử dụng hay dùng, không thể dùng trực tiếp làm thịt, ai bình tĩnh cùng ngươi rong dài. Còn có cái này đại chu, ngàn năm có phải là khoa trương điểm, 800 năm lời nói vẫn còn có có thể đối với mà vượt số bất quá 800 năm cái kia chu, nên vậy còn không có hòa thượng a." À? Tiết Mục chú ý thăm dò nói. "Xuân thu, Nhạc Tiểu Thiền nháy nháy con mắt. "Xuân thu là cái gì?" "Mùa." Tiết Mục say, hắn phát hiện mình rõ ràng vô pháp phán đoán rốt cuộc là cái thế giới này hoàn toàn bất đồng đâu rồi, có lẽ hay là chỉ có điều vì vậy nha đầu quá mù chữ mà thôi." Nghĩ nửa ngày, đành phải nói. "Đúng đấy cái loại này." có rất nhiều bất đồng tư tưởng lưu phái tại va chạm văn minh nhạc tiểu thiền yên lặng nhìn xem hắn tốt hồi lâu mới nói nếu như trong miệng ngươi cái này gọi là xuân thu lời nói cái kia hôm nay chính là xuân thu tiết mục không phản bác được người nói cho ta biết cái này đại chu một ngàn năm vẫn còn xuân thu nhạc tiểu thiền tùy ý nói vũ đạo bách gia đua tiếng ngàn năm nhưng không phải là ngươi cái gọi là xuân thu sao được rồi cái gọi là bách gia lại là vũ đạo tiết mục rốt cục triệt triệt để để hoàn toàn chính xác nhận thức đây là một hoàn toàn bất đồng thế giới cái này đại chu cùng mình biết hoàn toàn không là một chuyện thế giới kia lịch sử tri thức nên vậy hoàn toàn dứt bỏ nếu không cũng bị gài bẫy nhạc tiểu thiền lại nói Ta xem ngươi là cái gì độc tông, chỉ là tu luyện không được hắn pháp, chẳng những thật là làm không đến luyện ra, ngược lại ẩn giấu một thân kỳ độc. Bất quá chỗ tốt cũng là có một chút, người bình thường chẳng muốn giết ngươi, miễn cho còn muốn thiêu hủy phòng dịch. Đi a, đầu năm nay mù chữ đều hiểu phòng dịch. Nhạc Tiểu Thiên từ trên xuống dưới dò xét hắn một hồi, rốt cục lòng hiếu kỳ tận, có chút nhàm chán bắt đầu đứng dậy. Đi đi, không có tí sức lực nào, tiếng nói vừa dứt xíu. Yêu yêu, nhưng biến mất không thấy gì nữa, một điểm dấu hiệu đều không có, thẳng như quỷ mị. Tiết Mục nhìn xem trống rỗng thùng xe phanh mà thoáng một tí ngã xuống giường, cho tới giờ khắc này hắn mới thả một mực căng cứng thần kinh, có tâm tư sửa sang lại thoáng một tí gặp phải hoàn cảnh tuy nhiên cái này tiểu muội muội thái độ xem như không tệ một mực cười tủm tỉm hoạt bát hay nói bộ dạng nhưng cuối cùng rốt cục vẫn phải biểu hiện ra thực chất bên trong đối với kẻ yếu khinh thị ý xem ra ít nhất tại đây bang nữ nhân trong mắt vũ lực mới được là cân nhắc hết thầy tiêu chuẩn cái gì khác đều là bên cạnh cành nhánh cuối trông cậy vào dựa vào tài hoa tán gái các loại đoán chừng là nghĩ cũng đừng nghĩ nếu như đây là đời này phổ biến tính thái độ, cũng khó trách rất nhiều xuyên Việt qua tiền bối liều chết liều sống luyện công, loại này bị người xem thường tư vị thật sự không thế nào dễ chịu. Đúng vậy luyện võ chứ sao? Chính mình năm nay đều 27 rồi, lại là đến từ hoàn toàn bất đồng văn hóa, lúc này bắt đầu luyện, cùng những này từ nhỏ tại tu hành trong không khí lớn lên dân bản xứ so với luyện được qua ai a .H. Vừa rồi không có bàn tay vàng tiết mục xòe bàn tay ra nhìn thoáng qua xuyên việt qua nguyên nhân gây ra chính là bị một cái thanh đồng tấm vạch phá rảnh tay cái này thanh đồng tấm cùng cái này phương thế giới tất có trọng muốn liên lạc với phải nghĩ biện pháp từ nơi này bang giúp trong tay nữ nhân muốn trở về nói không chừng chính là cái bàn tay vàng đâu này xem xét phía dưới tiết mục mãnh liệt ngồi thẳng người trong lòng bàn tay không có bị vạch phá dấu vết mà chuyển biến thành chính là một đạo kỳ quái hoa văn tiết mục vội vàng đứng dậy ngồi vào cửa sổ xe bên cạnh đối với ánh mặt trời nhìn kỹ một hồi xác thực là hoa văn một đạo thanh sắc cuộn sóng hình dáng hoa văn cùng trước kia lấy được thanh đồng tấm thượng hoa văn giống như đúc chỉ có móng tay lớn nhỏ nhìn xem giống như là vân đi lên đồng dạng giải trí xuân thu cơ xoa một đạo canh gà nghe chọn bộ tại mê audio com nhìn về phía trên cái này hình như là cái kia thanh đồng tấm sáp nhập vào trong lòng bàn tay tiết mục nắm chặt lại buông ra nhiều lần liên tục thủy chung phát giác không xuất ra dị vật cảm giác cũng không có cái gì năng lượng phản ứng hoàn toàn cảm giác không thấy tác dụng nói không chừng muốn bản thân có đủ nhất định năng lượng mới có thể kích hoạt tiết mục âm thầm trầm ngâm tiết mục từ trước đến nay là cái rất tích cực rất có thích ứng tính người, xuyên Việt qua tới mở to mắt trước tiên hắn vẫn tại đối mặt hiện thực, nghĩ cách hiểu rõ cùng dung nhập mới hoàn cảnh. Cùng bọn này không đem nhân mạng đương làm hồi sự bạo lực nữ hỗn lan lộn cùng một chỗ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng coi như là tốt cơ duyên trước mắt xem ra vô luận là phải hiểu cái thế giới này hay là muốn luyện công cái gì dưới mắt tình huống không có so cùng đám nữ nhân này đánh tốt quan hệ nhanh hơn phương pháp cho nên nói đầu tiên muốn làm hay là trước thu hoạch tín nhiệm của các nàng đứng vững vàng gót chân về sau lo lắng nữa sự tình từ nay về sau thông qua cửa sổ nhìn ra đi ngoài cửa sổ trời xanh ung dung trời xanh không mây oanh phi thảo trường tươi mát thấm người tại hiện đại trong đô thị sinh sống hơn 20 năm tiết mục đã muốn thật lâu thật lâu không có gặp như vậy vùng ngoại ô tràng cảnh rồi, dù cho đến vùng ngoại ô. Bầu trời hơn phân nửa cũng bao phủ tối tăm mờ mịt sương mù mai, làm cho lòng người chung áp lực mà không phải như thế tươi mát trong sáng. Đối với tại hiện thế cũng không có thân nhân ràng buộc tiết mục mà nói, giờ khác này càng cảm thấy đắc kỳ thật xuyên Việt qua cũng không có gì a à, đơn giản thay đổi cái cách sống mà thôi nhiều năm dốc sức làm tích lũy ở dưới thân ra theo gió mà tán, tán tiểu minh tinh cũng không còn rồi, cái kia lại có cái gì nhưng tiếc hận. Thần ở toàn bộ thế giới mới, đối mặt mang không lường được tương lai, cái kia lại có cái gì nhưng sầu lo. Năm đó có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hôm nay cũng có thể. Tiết mục thở dài ra một ngụm chọc khí, tâm tình trở nên khoáng đạt rất nhiều nhìn quanh khoảng chừng gì đó, phát hiện chung quanh cũng đã không phải là đường núi, làm như đến bằng phẳng trên quan đạo. Phía trước xa xa mơ hồ có thể phân biệt một tòa thành trì hình dáng, có lẽ chính là mục tiêu của chuyến này. Nhạc tiểu thiền chính tại mặt bên không xa, tay áo bồng bềnh, đạp cỏ mà đi. Tiết mục ngóng nhìn lấy nàng chân trần, nhưng để xác định nàng tuyệt đối chân không dính đất, chỉ ở ngọn cỏ xẹt qua, dường như xuyên hoa hồ điệp cái thế giới này vũ lực giá trị thật sự rất cao a mười hát. 13-14 tuổi nữ oa oa, tự bực này khinh công, nhìn về phía trên còn phi thường thanh thản, không biết hỏa lực toàn bộ triển khai có phải là thật hay không có thể bay. Nói đi thì nói lại rồi, các ngươi xấu như vậy xiên rồi, muốn xe ngựa làm gì vậy? Phảng phất cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, nhạc tiểu thiền xoay đầu lại, hì hì cười một tiếng, làm cái đào mắt thủ thế, giống như đang nói lại nhìn sẽ đem ánh mắt người móc xuống. Tiết mục không có lời nói tìm lời nói, chỉ chỉ thành trì phương hướng. Nhạc cô nương, đó là ở đâu, kinh sư, chúng ta việc này chính là đi kinh sư sao, cùng ngươi có quan hệ. Ta nhưng là phải cho các ngươi làm phòng thu chi, nhạc tiểu thiên, hả, mà một tiếng bật cười, phiêu nhiên đến cửa sổ xe bên cạnh, đánh giá hắn một hồi khi sắc nhìn về phía trên thiệt nhiều rồi trước kia ốm yếu chúng ta dược quả nhiên ngay cả có dùng tiết mục âm thầm liếc mắt tiếp tục không có lời nói tìm lời nói cô nương vì cái gì không ngồi xe nhạc tiểu thiền phòng má bọn sư phụ tại công tác thống kê trước kia chúng ta phía nam tổn thất rốt cuộc có nhiều hơn ta xem những kia con số đau đầu đi ra giải buồn tiết mục giật mình, trước kia đổi thùng xe thời điểm hắn trông thấy trước xe ngựa hậu đều ngồi không ít nữ hộ vệ bộ dạng, người đã buồn bực, không biết cùng các nàng giật nhẹ nhạt sao. Về phần một người ở bên ngoài chơi thảo thượng phi, phảng phất nhìn ra tiết mục cách nghĩ, nhạc tiểu thiền con mắt ngoặt thành trăng lưỡi liềm, làm như cảm thấy phi thường thú vị xem ra ngươi thật sự là không biết chúng ta là ai, thực dùng vì cái gì mọi người dám giống như ngươi vậy cùng thầy trò chúng ta cười cười nói nói hay sao? Thật không hiểu ngươi là thiếu căn dây cung đâu rồi, có lẽ hay là quá mức không biết. Tiết mục dựa cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn xem nhạc tiểu thiền lô ly loại khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia ra như nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn một cặp nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Nhìn xem xác thực đáng yêu bão hắn lắc đầu cười nói tuy nhiên ta xác thực là không biết không biết quý thầy trò là thần thánh phương nào bất quá ta cảm thấy dù cho ta biết rồi cũng không còn đạo lý sợ cùng xinh đẹp như vậy tiểu muội muội nói chuyện a à hát nhạc tiểu thiền trà sát cạo mặt mạnh miệng ngươi biết sư phụ ta là ai sẽ không sẽ nói như vậy cái kia xin hỏi tôn sư cao tính đại danh nhạc tiểu thiền nháy mắt mấy cái nàng ngược lại cùng ngươi cùng họ tên thanh thu Tiết thanh thu sao tiết mục trong đầu hiện lên cái kia trong mắt đẹp băng hàn thần quang, hoàn toàn không có cảm giác cái tên này có thể ăn khớp khủng bố như vậy cao thủ hình tượng ngược lại cảm thấy ba cái thanh bằng đọc lấy đến có chút không thuận miệng ấy nhỉ cười nói nguyên lai like có lẽ hay là bổn ra vậy thì càng không sợ chứ sao nhạc tiểu thiền trừng to mắt dùng xem quái vật đồng dạng biểu lộ nhìn hắn hồi lâu rốt cục bật cười thật sự là được rồi được rồi, không sợ là tốt rồi. Chưa nghe nói qua nàng nhạc tiểu thiền, coi như rất phù hợp thường, dù sao nàng năm nay bất quá 13 tuổi, tại giang hồ chưa lộ diện, cũng không có gì có thể nói ngoa chiến tích. Đúng vậy sư phụ là người ra sao cũng. Tinh nguyệt không mặt mũi nào sắc, huyết thủ rửa sạch thu thiên hạ mạnh nhất động hư cấp cao thủ thần bí nhất khó lường ma môn tinh nguyệt tông tông chủ giết người đầy đồng siêu cấp đại ma đầu là không ít người trong lòng đệ nhất thiên hạ mặc dù là không có công luận vậy cũng được công nhận thập đại trí cường giả một trong tại nơi này toàn dân sùng võ bách gia giảng đạo trong thế giới tiết thanh thu danh tự không sai biệt lắm có thể chị tiểu nhi khóc đêm rồi trước mắt người này thật không biết là cái nào khe suối ở phía trong xuất hiện cái gọi là nữ bọn hộ vệ kỳ thật không phải là cái gì hộ vệ các nàng cũng là ma môn đệ tử bất quá cùng nhạc tiểu thiền như vậy hạch tâm truyền có không thể vượt qua thân phận tranh lệch thật không có mấy cái dám cùng nàng cợt nhà chính là nàng cố tình tìm nàng đám bọn họ vô nghĩa lấy được cũng chỉ có thể là cung kính đáp lại ngoại nhân thì càng đừng nói nữa hoặc là chính là cùng yêu nữ dốc sức liều mạng hoặc là chính là thần hồn điên đảo cùng cái ngốc tất tựa như hoặc là chính là chút ít tự cho là đúng đồng đạo tiết mục như vậy bình thường thái độ ngược lại nhạc tiểu thiên chưa từng có bái kiến cảm thấy thập phần thú vị không khỏi cười nói lúc này nhìn ngươi ngược lại tiêu sái rất nhiều trước kia cảm giác cảm thấy ẩn giấu một bụng bí mật mặt mày đều là thần sắc lo lắng là vừa mới đốn ngộ cái gì bộ dạng, tiết mục cười cười. Người đã buồn bực ta cho ngươi nói, kể câu chuyện như thế nào, nhạc tiểu thiên mắt sáng rực lên, hào hứng bừng bừng nói. Tốt tốt, tiết mục ung dung nói. Một cái bán bát sứ lão nhân chọn lấy đòn gánh trên đường đi tới, đột nhiên một cái bát sứ rớt xuống đất rớt bể, nhưng là lão nhân cũng không quay đầu lại mà tiếp tục hướng đi về trước. Người qua đường chứng kiến cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi vì cái gì chén của ngươi rớt bể ngươi lại nhìn cũng không nhìn liếc. Ngươi nói lão nhân trả lời thế nào? Nhạc tiểu thiền rất có hứng thú mà đoán. Lão đầu này kỳ thật rất có tiền, tịnh không để ý một khối chén, tiết mục lắc đầu. Lão nhân trả lời, như là đã rớt bể, dù thế nào quay đầu lại xem, hắn có lẽ hay là toái, nhạc tiểu thiền giật mình, một mực treo cười tủm tỉm thần sắc chậm rãi thu vào, trầm tư xuống dưới thật lâu mới mở miệng nói. Rất có ý tư câu chuyện, đối với ta tu hành dường như có chút dẫn dắt, cảm ơn. Cách đó không xa khác một chiếc xe ngựa thượng, tiết thanh thu đối với vài cuốn sách lụa, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một tay nhấc bút trên giấy ghi ghi vẽ tranh. Công lực của nàng sớm đạt đến người phàm không thể tưởng tượng trí cảnh, bên kia nhạc tiểu thiền cùng tiết mục đối thoại cũng không lớn thanh âm. Thực sự một chữ không lọt mà nghe vào tai đóa ở phía trong. Theo tiết mục câu chuyện nói xong, nàng cùng đồ đệ đồng dạng ngẩn người, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay sách lụa, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì tựa như ha ha cười một tiếng. Tính ra cuốn tơ lụa bỗng nhiên nổi lên u lam ngọn lửa, trong nháy mắt cho bụi chôn vùi, tiêu tán vô ngân. Có nữ đệ tử báo cáo. Tông chủ, chúng ta đã đến. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, tiết mục cũng chui vào xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trên cửa thành chữ triện thiên đô cùng lúc đó hắn bỗng nhiên cảm thấy kịch liệt áp khí tuôn hướng thân thể giống như là lẻn vào sâu đậm đáy nước đồng dạng lách vào đắc hô hấp cũng bắt đầu không thông thuận không đợi hắn mở miệng hỏi bên người nhạc tiểu thiền hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ nhiệt lực theo lòng bàn tay dâng lên lập tức truyền khắp thân thể mỗi một thốn tế bào vừa mới còn cảm thấy rất có áp lực khí chàng lập tức không thấy, sự khác biệt đảo cảm thấy toàn thân thư thái, thậm chí có một loại kỳ quái thân thiết quen thuộc ý truyền vào đáy lòng. Mà ngay cả cửa thành bên cạnh cỏ dại giờ phút này nhìn về phía trên đều như vậy đáng yêu, giống như là trở về nhà đồng dạng, giải trí xuân thu cơ xoa tân thế giới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com cửa thành cùng tiết mục trong tưởng tượng xâm nghiêm hoàn toàn bất đồng, sự khác biệt ngay nửa cái thủ vệ đều không có. Cũng không biết có phải hay không là vì vậy hoa tuyệt thế thế giới cá nhân vũ lực quá cao, thủ vệ không dùng. Còn là vì văn minh đạt tới trình độ nhất định, cũng không cần thủ vệ rồi. Cửa thành mở rộng lấy, người đi đường lui tới, thông qua cửa thành đi đến bên trong xem, có thể trông thấy rộng chừng hơn 10 trượng đường cái, ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt xuôi theo phố kiến trúc nhìn xem có chút tiếp cận tống lúc phong tình mặt tiền cửa hiệu rất là phồn hoa giao hàng thanh âm liên tiếp hối hả người đi đường quần áo khác nhau đều tự dẫn ra đao dẫn kiếm hiệp khách trang chiếm đa số hoa phục cẩm y cũng không thiếu chỉ là hoàn toàn nhìn không thấy nho phục văn sĩ trang tóm lại vẫn có lấy văn minh bộ dáng mà không phải hoang dã chỉnh thể mà nói, điện ảnh và truyền hình trông được thấy cổ đại thịnh thế khí tượng cũng không gì hơn cái này. Cùng tiết mục trong nội tâm dự đoán chỉ biết bạo lực không có văn hóa dã man thế giới không kiểu như là bậc cao nhất. Một đoàn người chậm rãi đi vào trong, tiết mục để sát vào nhạc tiểu thiền, thấp giọng hỏi. Thành này chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm thấy đắc toàn thân ép tới thở không nổi đến nhạc tiểu thiền đang tại nhìn chung quanh, làm như tại xem xét kinh sư phồn hoa, không đếm xỉa tới mà trả lời. Dưới chân thiên tử chứ sao? Chấn thế cửu đỉnh đệ nhất đỉnh hạch tâm công hiệu, không vi chi trận bao phủ toàn thành, hạn võ, cấm bay, mà ngay cả ta một thân thực lực cũng phát huy không xuất ra năm thành. Người còn có thể hô hấp đi ra cũng là không dễ dàng đừng hoảng hốt, thói quen thì tốt rồi, tiết mục không biết chấn thế đỉnh là cái gì ngoạn ý chơi đùa, không rõ cảm giác lệ. Nhưng rất rõ ràng dùng cho chế tạo kinh sư hạch tâm trận pháp mấy cái gì đó tất nhiên là cao quy cách, hắn vô ý thức mà lại lần nữa nhìn về phía trong lòng bàn tay. Cái này thanh đồng tấm hẳn là thực cùng cái gọi là chấn thế đỉnh có liên quan. Giống như càng đáng giá mong đợi bộ dạng. Bất quá gì kia, cấm bay. Tiết mục thở dài các ngươi thật đúng là có thể bay a hát đem ngươi bước vào quy tiên cảnh giới câu thông thiên địa chi cầu ngươi cũng sẽ bay nhạc tiểu thiền nói được hơi hợt phảng phất đây là một việc phi thường không có ý nghĩa sự tình bất quá tiết mục rõ ràng mà cảm giác được nàng không yên lòng theo ánh mắt của nàng nhìn lại đường cái bên phải là đầu đường rẽ đường rẽ cuối cùng đám biển người như thủy triều tuôn ra tuôn vây quanh cái lôi đài trên lôi đài đâm một mặt lá cờ, lên lớp giảng bài. Dùng võ kết bạn, đúng vậy, này đây võ kết bạn không phải luận võ chọn rể. Nhìn về phía trên giống như rất là thông thường, chung quanh có thật nhiều người qua đường hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn ngay nhìn cũng không nhìn liếc. Có thể thấy được loại này lô đài nhìn quen lắm rồi không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Giờ phút này trên lôi đài một đầu cầu nhiêm đại hán một tiếng gào to, khoảng cách đối thủ còn có một trượng rất xa liền vừa người nhào tới, một quyền thẳng đánh. Một đạo cực kỳ rõ ràng mãnh hổ hư ảnh tại trên người hắn nổi lên, nắm tay quả đấm tránh hợp miệng hổ, hổ gầm thanh âm nổi lên, miệng máu răng nanh rõ ràng có thể thấy được. Quả nhiên là thần uy lẫm lẫm cảm giác đối thủ của hắn là cẩm bào thanh niên, rõ ràng không muốn chính diện tiếp hạ cái này thanh thế to lớn một kích thối lui nửa bước nghiêng người nhường lối, cũng trưởng thành đao. Ta ta cắt về phía đại hán cổ tay. Theo đây hết thảy, bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên xé rách không gian, cùng hổ gầm thanh âm ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Trên lôi đài không khí bạo liệt, xương mù tứ tán. Rất nhanh Cầm Bào thanh niên có lẽ hay là ăn phải cái lỗ vốn, đằng 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 mà rút lui vào bước, sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi. Cầu Nhiêm đại hán lộ ra vui vẻ, chắp tay nói: "Kim huynh, đa tạ." Cầm Bào thanh niên miễn cưỡng chắp tay, trong chớp mắt xuống đài, cũng là rất là lưu manh cầu nhiêm đại hán tại trên đài dơ lên cao tay phải, hưởng thụ dưới đài vây xem nhân sĩ khích lệ, cũng có người đang an ủi cẩm bào thanh niên, nhìn về phía trên bầu không khí như thế. Lôi đài thắng bại thức sự quá thông thường. Tiết mục cùng nhạc tiểu thiền đoàn xe rốt cục cũng chậm rãi rời đi chỗ đường rẽ, lại nhìn không thấy bên kia tình hình. Thấy nhạc tiểu thiền vẫn có chút tinh thần không thuộc bộ dáng, tiết mục nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? bọn hắn lợi hại đến làm cho ngươi cảm thấy áp lực. Nhạc Tiểu Thiên tự nói loại thấp giọng nói, mãnh hổ môn như vậy tam lưu môn phái lại cũng ra hóa hình kỳ đệ tử mà lại lực lượng vận dụng đã muốn rất được trong đó ba vị lấy thế vận lực rất có kỳ diệu. Tiết Mục nghe được không rõ cảm giác lệ, thực so ngươi lợi hại a hát. Nhạc Tiểu Thiên phảng phất mới hồi phục tinh thần lại bật cười nói, đương nhiên so với ta kém xa vậy ngươi khẩn trương cái gì kình bởi vì loại này tam lưu môn phái đều có thể nuôi dưỡng được bực này ưu tú đệ tử chính đạo tám đại tông môn tốt hạt giống càng không biết có bao nhiêu nói không chừng cái gọi là tiềm long thập kiệt thực so với ta mạnh hơn nhạc tiểu thiên nói khẽ hay là muốn càng cố gắng mới được ní. thấy cái này thủy trung cười tùm tỉm tiểu nha đầu khó được mà toát ra loại này nghiêm túc cùng sầu lo cảm giác tiết mục nhịn không được trần an nói người năm nay mới 13 14 tuổi a, làm gì vậy đi cùng người ta nghiệp dĩ thành danh cái gì thập kiệt chi lưu so ta là Nhạc Tiểu Thiên. Nhạc Tiểu Thiên dừng bước lại, ngẩng đầu rất chân thành mà nhìn xem Tiết Mục con mát. Tông môn tương lai đều ở thân thể của ta, chỉ có thực lực mới được là hết thầy căn bản, coi như là rớt lại phía sau bọn hắn nửa bước đều là không thể tha thứ đắc tội nghiệt tranh này phong lại để cho tiết mục cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Nhà đầu kia thực không chỉ là cái cười tùm tìm không có tim không có phổi tiểu cô nương, cũng không chỉ là cái không đem nhân mạng đương làm hồi sự động đào con mắt ma nữ. Cái này trong tích tắc cho cảm giác của hắn rất mỹ. Nhưng nói như thế nào đây, cái này ngay ngực đều không nảy nở, hai vai nhỏ bé và yếu ớt đắc nhìn về phía trên một cái tát có thể bóp nát tiểu cô nương hình tượng cùng loại này trầm trọng sứ mạng cảm giác tạo thành cực đoan tương phản làm cho người ta có chút hít thở không thông tiết mục nhịn không được quay đầu nhìn nhìn xe ngựa không biết tiết thanh thu nghe thấy đồ đệ thoại ngữ không có nàng là nghĩ như thế nào hay sao chắc hẳn chỉ biết rất vui mừng a à. tiết mục lắc đầu cười cười nhất thời không nói gì trên đường người qua đường đối thoại có một câu không có một câu mà rơi vào tay tiết mục trong lỗ tai hắn lại lần nữa cảm nhận được mình cùng cái thế giới này không hợp nhau mà ngay cả ở ngoài đứng xem tâm tính đều có điểm ra đùa giỡn nhìn cái này hoa tuyệt thế đối thoại a à hát trương huynh nhìn ngươi mặt mày hớn hở là gặp gỡ việc vui gì sao khuyển tử hôm qua thông qua thất huyền cốc khảo hạch thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử, vậy thì thật là chúc mừng, ha ha cùng vui cùng vui. Lý Hiền Đệ, Ngu Huynh ngày gần đây tìm hiểu mây trắng gia tụ rất có đoạt được, đêm nay tìm cái địa phương xác minh luận bàn một phen. Cái kia cảm tình tốt tiểu đệ đêm nay trong nhà lược bị rượu nhạt ta và ngươi uống rượu luận võ há không thoải mái. Ai, lão vương, nghe nói ngươi bế quan nhiều ngày, luyện được như thế nào? còn có thể à đêm nay đến bách hoa uyển đi tiểu hà hoa trước mặt lộ thượng thủ đoạn bao cô nương kia xuân tâm nhộn nhạo tiết mục càng nghe càng là im lặng ngươi cái này ngay chơi gái đều là thanh tú võ công hay sao hình tượng này ngẫm lại đều cảm thấy thật đẹp quả thực vô lực chửi rủa từ từ bách hoa uyển như thế nào giống như có chút quen tai bộ dạng hắn thử thăm dò hỏi nhạc tiểu thiên trước kia nghe các ngươi nói tăng giảm, nâng lên bách hoa uyển, ưm a hát. Nhạc tiểu thiên tâm tư cũng theo cái loại này sứ mạng cảm giác ở phía trong thoát ly đi ra, cười tùm tìm địa điểm lấy cái đầu nhỏ. Đó là chúng ta tại kinh sư sản nghiệp. Tiết mục tiếp tục xác nhận. Thanh lâu, nhạc tiểu thiên giống như cười mà không phải cười mà liếc mắt nhìn hắn, trong tươi cười lại dẫn vài phần vũ mị, thanh âm cũng ngán bắt đầu đứng dậy. Ơ, ờ, như thế nào chúng ta tiết ra có hào hứng muốn hay không tiểu muội hô mấy cái cô nương đến bồi ngươi a hát coi như là ngươi câu chuyện nói được tốt phần thường tiết mục nắm bắt cái chán có lẽ hay là không biết nói cái gì cho phải người nói các ngươi ra châu hò hét cái gì tông môn tương lai thực lực căn bản lão tử nghĩ đến đám các ngươi rất cao đầu đâu rồi làm hồi lâu mở là kỹ viện cảm tình lão tử cho là mình nhận lời mời mafia tài vụ quan kỳ thật chẳng qua là đông hoàn tắm rửa thành kế toán đúng không